ngày mình lạc lõng giữa dòng người, đừng đem về lòng con thất lại. Mẹ ở quê giờ sống thế nào, cuộc đời con thắp hương mấy năm trời chưa bao giờ con thấy buồn. Thu gom tiền mua chút vật gì về cho cha hay không? Không. Sông nắng gian truân, người xứ người toàn nhắm lọc nơi. Mẹ ơi mẹ, giờ con thấy mệt, thêm mâm cơm mai ấm gia đình. Em được nghe những câu hát du tình, để con được chăm sóc mẹ ở bên mẹ những tháng ngày vẫn bình yên. Không ai hoan nữa hay không? Phí đi à, đến mặt tùng. Bất cơ buồn. Ê. Ơi. Đây. Ơi à. Dạ. Cái gì? Dạ. Mất hết rồi. Không còn gì nữa rồi. Đúng. Anh Đạt. Nè. Anh Đạt làm việc, hiểu không? Hiểu. Không có ai cả. Ừ. À, trộn nó vào nó nhóp rồi. Nó nhóp mất rồi. Dạ, tại này làm việc luôn. Hiểu không? Hiểu. Còn cái gì? Đâu? Không biết. Thôi, thôi, con gần ít, con khen đi đẹp một tí nhá. Con gần ít. Con gần ít. Nè, 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 nè. Nè. Con là mắn nữa. Go Việt Nam. Thank you, Abby. Là cái gì con Guinness Go Việt Nam? Thì bây giờ cho tiền thì không mang về Việt Nam thì lấy kiểu gì? Hả? Mang Indonesia thì Việt Nam lấy kiểu gì? Cái gì? Má em dâng mà không khá thì ngột ngà. Thấy bị kéo xa. Mọi người bảo vệ chuối kìa. Thôi. Cái gì? Thank you, Ari. Mình lấy nốt cả chuỗi à, mất máy tính rồi. Ari. À, I don't care. Anh Đạt. Hiểu không? Vi nè. Một tí, một chút. Ừ. Nhìn nhá. Sao tính nhá. Lúc
sambong dia, dia sombong. Dia di menit terakhir ada yang ngebom. Sombong rupanya kau. Kau sombong Joko, gak boleh kamu sombong. Ari, no Ari. Iya, si Joko sombong ya. Sombong kau Joko. Bukan kemalingan, itu kayaknya komputer. Gak tahu gua, gue tanya aja ke dia. Kayaknya diambil aing gue lah. Hah? Anh Hương? Không. Anh Đạt. Police. Kenapa itu? Apa namanya yang ngambil kagak ngambil kursi? Itu kan kursi lu kan 80 juta itu. Kursi pijit. Kenapa dia gak ngambil itu? Kenapa kok ngambil komputer, guys? Itu kan yang lebih mahal itu kursi pijit. Mayan lah kalau dijual. Siapa ini orang? Nih.